Thưa quý vị và các bạn, có những con người, những sự kiện, những bài ca đi cùng năm tháng. Chiến thắng Xuân Bồ, một chiến thắng của quân và dân Quảng Bình tại một làng quê nhỏ bên bờ Kiến Giang, đã trở thành một sự kiện in dấu trong lịch sử cách mạng của địa phương. Sau hơn nửa thế kỷ, sự kiện ngày đó nay còn lại gì? Làng Xuân Bồ hôm nay đổi mới như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu trong chuyên mục Quảng Bình xưa và nay kỳ này. Hoàn hồ chiến sĩ Xuân Bồ, 500 giặc Pháp không hồ. Hoan hô chiến sĩ Xuân Bồ, 500 giặc Pháp không mồ vùi thây. Lời ca từ bài hát chiến thắng Xuân Bồ cách đây vừa tròn 65 năm đã khẳng định về tinh thần ý chí của quân và dân ta trong thời kỳ chống thực dân Pháp, đồng thời là lời cổ vũ động viên các chiến sĩ tiếp tục đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng quê hương. Hơn nửa thế kỷ sau chiến thắng Xuân Bồ, chúng tôi tìm về gặp tác giả của ca khúc lịch sử ấy, nhạc sĩ Trần Đình Hiếu. Hiện ông vẫn sống tại quê hương ở thôn Di Luân, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch. Ở cái tuổi cửu thập cổ lai hy, ông vẫn nhớ rõ về thời điểm lịch sử của những ngày tháng 5 năm 1950 và không khí phấn khởi lạc quan của quân và dân ta sau chiến thắng. Đó chính là cảm hứng giúp ông viết nên ca khúc Chiến thắng Xuân Bồ. Sau cái trận đánh đó rồi, thì là tôi có đi khảo sát, đi tham quan cái mặt trận. Thì lúc đó là bà con ở Xuân Bồ đã ra để mà thu dọn, mua màng cho gọn đi. Và thu gọn rất nhanh, rất gọn. Tôi nghe một nông dân hát là hoan hô chiến sĩ Xuân Bồ, 500 giặc Pháp không mồ vùi thây. À, hay quá. Đây là một cái tư nhạc. Mà với cái vốn nhạc, hà nhạc của tôi lúc đó, tôi hứa với mình là thế nào cũng viết cho được một ca khúc này. Để mà ghi lại cái chiến thắng vẻ vang này của ta. Vì lúc đó thì tôi cũng có cái sự suy nghĩ đó. Làm đến cái chiến thắng này là do quân sự, do chính trị, do nhân dân của địa phương ở đó kết hợp với Trung đoàn 18 làm đến chiến thắng. Thế thì văn học, nghệ thuật ghi lại cái lịch sử này. Do đó mà đứng về phương diện văn học nghệ thuật thì tôi cố gắng viết cái bài chiến thắng Xuân Bồ. Sau khi viết cái bài đó rồi, thì là mặt trận Bình Định Thiên Trung Lào đó có tổ chức một cái cuộc họp để mừng công ngay tại nhà thờ Vạn Xuân. Thì lúc đó tôi, anh Đoàn Khắc Nội và anh Phạm Phú, ba anh em mà lên là trình diễn cái bài này trong cái hội nghị mừng công đó. Sau khi trình diễn xong rồi, thì là đồng chí Trần Quý Hai, tức là chính ủy của mặt trận đó, lên thay mặt cho trung đoàn, thay mặt cho mặt trận là thưởng cho tác giả bài hát này. Đứng về phương diện nghệ thuật thì đồng chí dành lại cho các nhạc sĩ, các chuyên gia âm nhạc. Còn đứng về tinh thần thì bài hát này nó có giá trị khuyến khích tinh thần rất lớn, cho nên thay mặt cho Bộ Tư lệnh Mặt trận Bình Định Thiên xin thưởng cho tác giả 1.000 đồng. Với các từ chân thật thể hiện tinh thần và ý chí của quân ta trong chiến thắng Xuân Bồ cùng giai điệu mạnh mẽ lạc quan, ca khúc đã trở thành nguồn cổ vũ động viên các chiến sĩ trên khắp các mặt trận Bình Trị Thiên thời kỳ đó. Ngay sau chiến thắng Xuân Bồ, ông Trần Đình Hiếu đã được Trung đoàn 18 cho phép kết hôn với bà Lê Thị Thức và được tổ chức lễ cưới ngay tại đơn vị. Từ đó đến nay, qua hơn nửa thế kỷ, chàng trai 25 tuổi ngày ấy đã trở thành một lão ông đáng kính. Tuy tuổi đã cao, nhưng chúng tôi vẫn thấy ở ông một tác phong nhanh nhẹn, trí nhớ minh mẫn, lòng đam mê nghệ thuật và sự nhạy cảm của một nghệ sĩ. Tuổi già không cho phép ông tiếp tục làm thuộc đông y như hàng bao năm ông đã làm. Nhưng hành trình sáng tạo nghệ thuật thì ông không thể từ bỏ. Trong những năm qua, ông đã sáng tác hàng trăm ca khúc thể hiện tình yêu với quê hương, các người của cách mạng, của dân tộc. Và như ông tâm sự, nếu lịch sử ghi lại sự kiện thì nghệ thuật sẽ lưu giữ sự kiện ấy trong dòng chảy bất tận của thời gian.
Thì là từ đó đến nay thì một thời gian là khá lâu rồi, nhưng mà tôi lại không có cái dịp mà đi thăm lại chốn những cái chiến trường xưa. Thì trong lòng là luôn luôn là ước muốn có một cái dịp nào đó để mà đi thăm lại cái nơi cũ của mình, thăm lại đồng bào bà con ở đó. Nhưng mà rất tiếc đến cái lúc đoàn mà có thể thực hiện được cái ý muốn của mình thì lại già quá. Cho nên là bằng một cách nào đó mà có thể xem lại được thì đó là cái ước muốn của tôi, đó là cái mong muốn của tôi đó. Và cho dù là 65 năm hay lâu hơn nữa thì các khúc chiến thắng Xuân Bồ vẫn được cất lên để thế hệ sau nhớ về một chiến thắng của lòng quả cảm, của tinh thần bất diệt trong những ngày khói lửa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không chỉ bác Trần Đình Hiếu, người từng tham gia vào trận đánh Xuân Bồ, muốn biết về làng Xuân Bồ hôm nay thay ra đổi thịt như thế nào, mà chúng tôi thế hệ trẻ chỉ biết về trận đánh Xuân Bồ qua sách vở, cũng muốn hiểu hơn về làng quê lịch sử này sau hơn nửa thế kỷ. Đến Xuân Bồ trong những ngày đầu hè nắng lửa, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là cánh đồng lúa vàng ngập tràn sức sống. Đã vào vụ, bà con hăng hải thu hoạch vụ mùa đông xuân, chuẩn bị cho vụ hè thu sắp đến. Địa điểm đầu tiên chúng tôi dễ dàng tìm thấy là Đài Liệt Sĩ. Đây là nơi vào ngày 20 tháng 5 năm 1950 đã diễn ra trận giáp lá cà giữa Trung đoàn 18 và đội lính Âu Phi của thực dân Pháp. Ngày đó, Lệ Thủy được xem là vựa lúa lớn của khu vực Bình Trị Thiên, thường xuyên cung cấp nguồn lương thực cho quân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Chiến tranh lúa gạo trở thành khẩu hiệu và mục tiêu của thực dân Pháp, hòng cắt đứt nguồn lương thực viện trợ của quân ta. Xã Xuân Thị ngày ấy là mục tiêu trong tầm ngắm của địch. Ngày 20 tháng 5, sau khi Trung đoàn 18 và nhân dân xã Xuân Thủy vừa tổ chức meeting kỷ niệm 60 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch, thì tướng Le Bric, một viên tướng hiệu chiến của thực dân Pháp, đã trực tiếp chỉ huy một trận can hồng tiêu diệt Trung đoàn 18 ở Xuân Thủy. Trong thế tương quan lực lượng chênh lệch rất lớn, quân và dân ta vẫn quyết tâm chiến đấu bảo vệ quê hương và mùa màng. Sau nửa ngày, ta từ thế phòng ngự chuyển sang tấn công, giằng co quyết liệt. Sau 13 giờ đồng hồ, trận can của địch kết thúc, quân và dân ta tiêu diệt và làm bị thương gần 500 tên địch, thu nhiều vũ khí và quân trang. Chiến thắng Xuân Bồ có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn đối với quân đội ta trên khắp các mặt trận Bình Trị Thiên trong giai đoạn cuộc kháng chiến của dân tộc đang ngày càng lớn mạnh. Ông Lê Văn Chàm là một trong số rất ít những người làng Xuân Bồ từng chứng kiến trận đánh lịch sử của quê hương mình. Đối với ông, được trải qua trận chiến, chứng kiến tinh thần anh dũng của quân ta, tình quân dân cả nước, đặc biệt là sự hy sinh của các chiến sĩ, ông càng thêm yêu quý quê hương, càng trân trọng giá trị của nền hòa bình độc lập hôm nay. Hành bản hành tuôn có được, hành tuôn có được hành phố trống nữa. Thì khi là cả cái trung đội của mình á, là cứ năm giảm rí đi, ha, cứ chiến đấu với hành ngoài nữa vậy, chứ không có trống đi, trống đi là miền. Nhưng mà sau khi là hành cắt cái hành rung cô một tiểu đội hành vô trong đi cái miếng đánh ngược ra, cái hành chạy ra bữa hành đánh cái trung đội mình chết. Từ đây nói rửa thôi, chứ còn khi từ đây mà lên mày nạc là chết người tộc lắm, người tiệt tộc lắm vậy chứ. À, sau khi chết trừ chết sau khi là hành cứ để đánh vô miếng hành đánh ra miếng đánh vô đánh chắc đến bốn giờ chiều. Chiến thắng thành công là vì hết trời miếng giờ hết trời miếng mới thắng, chứ miếng mà hành kéo ra cỡ chừng 3 tiếng nữa là miếng thua. Toàn bộ dân của tôi ở đây gần 400-500 người, nhưng mà toàn rút về sau bữa sông sau này. Nhưng mà giờ tôi đi hành mới chịu, hành đảm tí nữa miếng mới thắng này chỗ này. Nhưng mà cuối cùng dân tôi lúc nữa là bộ đội đánh chắc chết ngoài mặt trận thôi, cho dân nó khỏi chết. Bia tưởng niệm anh hùng Lâm Úy, đây là nơi tiểu đội trưởng Lâm Úy
đã dùng luyện lê và bắn súng tiêu diệt nhiều tên địch. Cuối cùng anh chiến đấu bằng tay không và cùng một tên địch rơi xuống sông. Anh hy sinh trong tư thế hai tay vẫn siết chặt cổ tên sĩ quan Pháp. Bia tưởng niệm được đặt bên bờ sông Kiến Giang để người dân có thể đi ngang thắp một nén tâm nhang và nhớ về sự hy sinh của một người con của quê hương. Thật đáng mừng vì chiến thắng Xuân Bồ đã được lịch sử ghi nhận, được xây dựng bia tưởng niệm đài liệt sĩ. Hiện nay, di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ là một quần thể di tích. Ngoài đài liệt sĩ và bia tưởng niệm anh hùng Lâm Úy, còn có bia tưởng niệm Bến Nầy, hay còn gọi là Bến Vượt. Tại đây, dân quân đã dùng thuyền đưa bộ đội từ Uẩn Áo sang Xuân Bồ để tiếp sức cho trận đánh. Quần thể di tích chiến thắng Xuân Bồ đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Xuân Bồ hôm nay đã có nhiều đổi mới. Xuân Bồ vẫn là vừa lúa lớn, nhưng là vừa lúa của công cuộc đổi mới, kiến thiết quê hương. Xây dựng quê hương vẫn dựa trên nền tảng là nông nghiệp, trong đó trồng lúa là ngành nghề chính của bà con nông dân. Trên khắp cánh đồng là hình ảnh người nông dân cần mẫn với ruộng đồng, biết yêu quý hạt gạo và trân trọng thành quả của lao động. Tổng sản lượng trồng trọt của thôn năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2014, con số đó là gần 1.200 tấn. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền cũng đã định hướng hỗ trợ giúp người dân phát triển chăn nuôi trồng trọt, duy trì và đẩy mạnh các ngành nghề truyền thống như nghề mộc, nghề khai thác vật liệu xây dựng, xây sát, máy tuột lúa, dịch vụ vận chuyển, buôn bán. Đặc biệt, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đem lại hiệu quả rõ nét. Nhận thức được vai trò chủ thể của mình, người dân thôn Xuân Bồ đã tự giác giải phóng mặt bằng, đảm bảo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của thôn. Hiện nay, 100% hộ dân trong vùng được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% hộ có phương tiện nghe nhìn. Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa năm 2014 là 353 hộ, chiếm 83%. Hộ nghèo giảm còn 22 hộ, chiếm 5,1%. Đời sống người dân ngày càng ổn định và đi lên. Đến Xuân Bồ, gặp gỡ và trò chuyện với những con người ở đây, có thể cảm nhận được sự thân thiện, chân phương của những người nông dân mộc mạc, thuần nông. Có lẽ truyền thống lịch sử văn hóa của vùng quê này đã ăn sâu và trở thành nét tính cách của người dân Xuân Bồ. Phát triển cùng dòng chảy của quê hương thời hiện đại, nhưng không đánh mất mình. Xuân Bồ hôm nay là một bức tranh thủy mặc, trong hơi thở của đời sống hiện đại, vẫn cảm nhận được hương lúa mới từ cánh đồng nội, làn gió mát của con sông quê và sự nhuần nhị, duyên dáng trong từng con đường nhỏ. Chiến thắng Xuân Bồ đã có động lực rất to lớn đối với nhân dân Xuân Bồ. Đảng bộ nhân dân Xuân Bồ xem đây là niềm tự hào và vinh dự của những người con Xuân Bồ nơi có chiến thắng lịch sử xảy ra và được cái Bộ Thông tin Văn hóa là cái cấp quốc gia. Trong những năm vừa qua thì mặc dù điều kiện xuất phát điểm của Xuân Bồ là kém hơn trong toàn huyện, mặt rồi dân cư thì đông, kinh tế thì có giới hạn, nhưng mà từ đó những đảng bộ đã đề ra những nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, rồi quốc phòng an ninh. Trong năm vừa qua thì như vậy là hộ nghèo có giảm, quốc phòng an ninh thì ổn định. Mà đặc biệt là về lĩnh vực công tác xây dựng đảng thì luôn chú trọng về giữ gìn đảng bộ trong sạch vững mạnh. Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia thì như vậy là Xuân Bồ cũng một trong những đơn vị là gọi là kinh tế của cảm, nhưng đã chọn những tiêu chí khó để là có thể tập trung chỉ đạo về cơ sở hạ tầng, rồi kinh tế, rồi là tổ chức sản xuất. Từ đó đến nay như vậy là từ mức thu nhập trước đây như từ chỉ 12-13 triệu đồng theo đầu nhiệm kỳ, nhưng đến hiện nay đã đạt 26,4 triệu đồng trên người trên năm. Bài hát Chiến thắng Xuân Bồ đã kết thúc với lời ca ngàn muôn lời hoan hô khắp nơi lừng tiếng. Chiến sĩ Xuân Bồ oai hùng lập công, ngàn muôn lời hoan hô khắp nơi triều mến. Chiến sĩ Xuân Bồ ngoan cường muôn năm. Từ quá khứ đến hiện đại, người dân Xuân Bồ vẫn đang tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương. Họ cũng chính là những chiến sĩ trên mặt trận đổi mới hôm nay.